Vì độc giác bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Vì quả vị độc giác bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Vì độc giác bất khả tư nghỉ nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghỉ. Quả vị độc giác bất khả tư nghỉ nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì độc giác vô tri giác nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Quả vị độc giác vô tri giác nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của độc giác chẳng thành tựu nên biết thế lực của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của quả vị độc giác chẳng thành tựu nên biết thế lực của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, bát nhã ba la mật đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh. Hạnh Đại Bồ Tát vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh. Vì Đại Bồ Tát vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt. Hạnh Đại Bồ Tát vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt. Vì Đại Bồ Tát vô tự tánh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tự tánh. Hạnh Đại Bồ Tát vô tự tánh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tự tánh. Vì Đại Bồ Tát vô sở hữu nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu. Hạnh Đại Bồ Tát vô sở hữu nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu. Vì Đại Bồ Tát là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng là không. Hạnh Đại Bồ Tát là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng là không. Vì Đại Bồ Tát vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng. Hạnh Đại Bồ Tát vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng. Vì Đại Bồ Tát vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện. Hạnh Đại Bồ Tát vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện. Vì Đại Bồ Tát viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly. Hạnh Đại Bồ Tát viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly. Vì Đại Bồ Tát tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh. Hạnh Đại Bồ Tát tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh. Vì Đại Bồ Tát bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Hạnh Đại Bồ Tát bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Vì Đại Bồ Tát bất khả tư nghỉ nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghỉ. Hạnh Đại Bồ Tát bất khả tư nghỉ nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả tư nghỉ. Vì Đại Bồ Tát vô tri giác nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Hạnh Đại Bồ Tát vô tri giác nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của Đại Bồ Tát chẳng thành tựu nên biết thế lực của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của Hạnh Đại Bồ Tát chẳng thành tựu nên biết thế lực của bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, bát nhã ba la mật đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì Như Lai ứng chánh đẳng giác vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh. Quả vị giác ngộ cao tột vô sanh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sanh. Vì Như Lai ứng chánh đẳng giác vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt. Quả vị giác ngộ cao tột vô diệt nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô diệt. Vì Như Lai ứng chánh đẳng giác vô tự tánh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tự tánh. Quả vị giác ngộ cao tột vô tự tánh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tự tánh. Vì Như Lai ứng chánh đẳng giác vô sở hữu nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu. Quả vị giác ngộ cao tột vô sở hữu nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu. Vì Như Lai ứng chánh đẳng giác là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không. Quả vị giác ngộ cao tột là không nên biết bát nhã ba la mật đa cũng không. Vì Như Lai ứng chánh đẳng giác vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng. Quả vị giác ngộ cao tột vô tướng nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô tướng. Vì Như Lai ứng chánh đẳng giác vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện. Quả vị giác ngộ cao tột vô nguyện nên biết bát nhã ba la mật đa cũng vô nguyện. Vì Như Lai ứng chánh đẳng giác viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly. Quả vị giác ngộ cao tột viễn ly nên biết bát nhã ba la mật đa cũng viễn ly. Vì Như Lai ứng chánh đẳng giác tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh. Quả vị giác ngộ cao tột tịch tịnh nên biết bát nhã ba la mật đa cũng tịch tịnh. Vì Như Lai ứng chánh đẳng giác bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Quả vị giác ngộ cao tột bất khả đắc nên biết bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc.
Vì Như Lai ứng chánh đẳng giác bất khả tư nghì, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghì. Quả vị giác ngộ cao tột bất khả tư nghì, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghì. Vì Như Lai ứng chánh đẳng giác vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Quả vị giác ngộ cao tột vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Thế lực của quả vị giác ngộ cao tột chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, vì tất cả pháp vô sanh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sanh. Vì tất cả pháp vô diệt, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô diệt. Vì tất cả pháp vô tự tánh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tự tánh. Vì tất cả pháp vô sở hữu, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu. Tất cả pháp là không, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không. Vì tất cả pháp vô tướng, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tướng. Vì tất cả pháp vô nguyện, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô nguyện. Vì tất cả pháp viễn ly, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng viễn ly. Vì tất cả pháp tịch tịnh, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng tịch tịnh. Vì tất cả pháp bất khả đắc, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Vì tất cả pháp bất khả tư nghì, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả tư nghì. Vì tất cả pháp vô tri giác, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô tri giác. Vì thế lực của tất cả pháp chẳng thành tựu, nên biết thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con nương vào ý này mà nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Ba La Mật Đa.